Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức bình luận hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu và chủ nhật của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay là ngày chủ nhật ngày 14 tây tháng 4 năm 2024. Chương trình tin tức và bình luận hôm nay sẽ có hai video và ra mắt mỗi video cách nhau khoảng một tiếng. Trong video 1 của hôm nay, Việt Linh có một bản tin Hoa Kỳ, một bản tin thế giới và một bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu với bài tin đầu tiên về Hoa Kỳ. Bà đệ nhất phu nhân Jill Biden gọi Trump là kẻ bắt nạt, nguy hiểm đối với người trong cộng đồng LGBT. Kính thưa quý vị, đệ nhất phu nhân Jill Biden đã tập hợp các cử tri trong cộng đồng LGBT do chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden vào thứ Sáu và gọi đối thủ có khả năng là Donald Trump là kẻ bắt nạt, là người nguy hiểm đối với cộng đồng của họ. Donald Trump là người đã kêu gọi các thành viên của mình chiến đấu như địa ngục để giữ đảng Cộng Hòa đánh bại chồng bà vào tháng 11. Bà cho biết rằng các thế lực bên ngoài đang nỗ lực hủy bỏ những lợi ích khó giành được của cộng đồng LGBT bằng cách tước bỏ các quyền và tự do, và các tiểu bang đỏ đang thông qua luật nhắm vào cộng đồng này. Bà khuyến khích các thành viên hãy đi bỏ phiếu thật đông vào ngày 5 tây tháng 11 để tăng cường sự ủng hộ cho tấm vé dân chủ của Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Các cử tri trong nhóm nhân khẩu học này đã ủng hộ ông Biden một cách áp đảo vào năm 2020. Tổng thống, người đang phải đối phó với tỷ lệ tán thành của công chúng thấp cũng như sự ủng hộ giảm sút giữa các nhóm chủ chốt khác, đã ủng hộ ông vào năm 2020, cần sự hỗ trợ của cộng đồng LGBT. Donald Trump là một kẻ bắt nạt. Ông ta gây nguy hiểm cho cộng đồng LGBT, cho gia đình chúng ta, cho đất nước của chúng ta, và chúng ta không thể để ông ta thắng. Đệ nhất phu nhân nói tại sự kiện do một tổ chức dân quyền nổi tiếng dành cho người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, người chuyển giới và người đồng tính. Đệ nhất phu nhân Joe Biden nói rằng chúng ta phải chiến đấu quyết liệt hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau nữa, cho đến khi cuộc bỏ phiếu kết thúc vào ngày 5 tây tháng 11. Cho đến khi Joe Biden và Kamala Harris giành được một nhiệm kỳ nữa. Cho đến khi tất cả mọi người ở mọi nơi để có thể sống tự do trong tình yêu thương. Trong bài phát biểu của mình, đệ nhất phu nhân Joe Biden cho biết Tổng thống đã ủng hộ người trong cộng đồng LGBT bằng cách ký đạo luật tôn trọng hôn nhân, chấm dứt lệnh cấm hiến máu từ những người đồng tính nam và lưỡng tính, cho phép những người chuyển giới công khai phục vụ trong quân đội và phản đối liệu pháp chuyển đổi. Bà cho biết rằng họ muốn lấy đi chiến thắng của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ không để họ làm vậy. Tổng thống của bạn sẽ không cho phép họ làm vậy. Tôi sẽ không để họ làm vậy. Và một bản tin thế giới rất quan trọng, kính thưa quý vị, đó là Iran đã bắt đầu tấn công Israel, phóng hơn 300 máy bay không người lái và hỏa tiễn, và 99% trong số đó đã bị đánh chặn. Kính thưa quý vị, chiến tranh đã nổ ra. Tiếng nổ và còi báo động không kích vang lên khắp Israel vào sáng sớm ngày Chủ nhật, sau khi Iran phóng hàng trăm máy bay không người lái, hỏa tiễn đạn đạo và hỏa tiễn hành trình trong một sứ mệnh trả thù chưa từng có, đẩy Trung Đông đến gần hơn với một cuộc chiến tranh toàn khu vực. Một phát ngôn viên quân sự cho biết một số vụ phóng lên tới hơn 300 vụ, nhưng 99% trong số đó đã bị chặn lại. Gọi kết quả này là một thành công chiến lược rất quan trọng. Chuẩn đô đốc Israel Daniel Hagari cho biết Iran đã bắn 170 máy bay không người lái, hơn 30 hỏa tiễn hành trình và 120 hỏa tiễn đạn đạo. Trong số đó, một số hỏa tiễn đạn đạo đã bay tới lãnh thổ Israel, gây thiệt hại nhỏ cho một căn cứ không quân.
Tại Washington, Tổng thống Joe Biden cho biết lực lượng Mỹ đã giúp Israel bắn hạ gần như toàn bộ máy bay không người lái và các hỏa tiễn của Iran, đồng thời cam kết triệu tập các đồng minh để cùng nhau đưa ra một phản ứng thống nhất. Cuộc tấn công của Iran chưa đầy 2 tuần sau cuộc tấn công của Israel ở Syria khiến 2 tướng Iran thiệt mạng trong tòa nhà lãnh sự của Iran, đánh dấu lần đầu tiên Iran tiến hành một cuộc tấn công quân sự trực tiếp vào Israel, bất chấp nhiều thập niên thù địch kể từ năm 1979 của hai nước này. Sự lên án từ người đứng đầu Liên Hiệp Quốc và những người khác diễn ra nhanh chóng, trong đó Pháp nói rằng Iran đang có nguy cơ leo thang quân sự. Anh thì gọi cuộc tấn công là liều lĩnh, và Đức thì nói rằng Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ phải ngừng tay ngay lập tức. Phần lớn các vụ đánh chặn diễn ra bên ngoài biên giới Israel, trong đó có 10 hỏa tiễn hành trình đã bị máy bay chiến đấu đánh chặn. Quân đội Israel cho biết hệ thống Arrow của họ chuyên bắn hạ hỏa tiễn đạn đạo bên ngoài bầu khí quyển đã đánh chặn hầu hết, và lưu ý rằng có các đối tác chiến lược cùng tham gia. Tổng thống Biden nói trong một tuyên bố rằng, theo chỉ đạo của tôi, để hỗ trợ phòng thủ cho Israel, quân đội Mỹ đã điều động các phi cơ chiến đấu và tàu khu trục phòng thủ hỏa tiễn đạn đạo đến khu vực trong tuần vừa qua. Nhờ những đợt khai triển này và kỹ năng phi thường của các quân nhân của chúng ta, chúng tôi đã giúp Israel hạ gục gần như toàn bộ máy bay không người lái và hỏa tiễn đang lao đến từ Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết trong một tuyên bố riêng rằng lực lượng Mỹ đã đánh chặn hàng chục hỏa tiễn và máy bay không người lái trên đường đến Israel, được phóng từ Iran, Iraq, Syria và Yemen. Tổng thống Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc nói chuyện vào sáng sớm ngày Chủ nhật giờ Israel. Tổng thống Biden cho biết trong một tuyên bố của mình rằng ông tái khẳng định cam kết chắc chắn của Mỹ đối với an ninh của Israel, khác xa với những lời chỉ trích ngày càng tăng của ông đối với hành vi của Israel trong cuộc chiến với Hamas ở Gaza. Gần như ngay lập tức sau khi chiến tranh nổ ra, Hezbollah, một nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn ở Lebanon, bắt đầu tấn công biên giới phía bắc của Israel. Hai bên đã tham gia vào các cuộc đấu súng hàng ngày, trong khi các nhóm được Iran hậu thuẫn ở Iraq, Syria và Yemen đã phóng rocket và hỏa tiễn về phía Israel. Trong một tuyên bố sau đó, lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã đưa ra cảnh báo trực tiếp tới Mỹ rằng chính phủ Mỹ khủng bố được cảnh báo rằng bất kỳ sự hỗ trợ hoặc tham gia nào làm tổn hại đến lợi ích của Iran sẽ dẫn đến phản ứng quyết đoán và đáng tiếc của các lực lượng vũ trang Iran. Israel có mạng lưới phòng không đa lớp bao gồm các hệ thống có khả năng đánh chặn nhiều mối đe dọa khác nhau, bao gồm hỏa tiễn tầm xa, hỏa tiễn hành trình, máy bay không người lái và hỏa tiễn tầm ngắn. Tuy nhiên, trong một cuộc tấn công quy mô lớn có sự tham gia của nhiều máy bay không người lái và hỏa tiễn cùng một lúc, thì vấn đề thành công của đối phương sẽ cao hơn. Iran có kho vũ khí khổng lồ gồm máy bay không người lái và các hỏa tiễn. Các video trực tuyến được truyền hình nhà nước Iran chia sẻ có nội dung cho thấy các máy bay không người lái kiểu cánh tam giác giống với những chiếc Shahed 136 của Iran đã được Nga sử dụng từ lâu trong cuộc chiến với Ukraine. Máy bay không người lái bay chậm và mang theo bom, và Israel đã sử dụng thành công cả hỏa tiễn đất đối không và hỏa lực mặt đất để bắn hạ chúng. Quân đội Israel đã ra lệnh cho người dân ở cao nguyên Golan, gần biên giới với Syria và Lebanon, cũng như các thị trấn phía nam Nevatim và Dimona và khu nghỉ dưỡng Eilat ở Biển Đỏ, hãy đi vào không gian trú ẩn để được bảo vệ. Dimona là nơi có cơ sở hạt nhân chính của Israel và Nevatim có một căn cứ không quân lớn. Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa của quân đội đã hủy bỏ trường học vào ngày Chủ nhật,
và hạn chế các cuộc tụ họp công cộng không quá 1.000 người. Israel và một số nước khác trong khu vực đã đóng cửa không phận. Tại Washington, Tổng thống Biden đã triệu tập một cuộc họp chính của Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận về vụ tấn công của Iran. Tại thủ đô Tehran của Iran, hàng dài người xếp hàng tại các trạm xăng vào sáng sớm Chủ nhật khi mọi người tỏ ra lo lắng về những gì có thể xảy ra tiếp theo. Và chúng ta bắt đầu với bài bình luận chính trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị. Donald Trump chỉ cần một bồi thẩm viên MAGA để thắng ở Manhattan. Kính thưa quý vị, có thể có nhiều người không tin rằng Donald Trump có thể được làm tổng thống khi đang thụ án trong tù, nhưng mà họ sẽ tin khi mà nhìn thấy nó. Phiên tòa hình sự chống lại Donald Trump sẽ bắt đầu vào thứ hai ở Manhattan. Ba thẩm phán bác bỏ ba lần phản đối xin trì hoãn phiên tòa. Cựu tổng thống 45, ông ta sẽ không còn có nhiều thời gian rảnh rỗi để đi chơi đánh golf được nữa. Mà Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa năm 2024, sẽ trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ phải ra tòa vào thứ Hai 15 tháng 4 năm 2024 trong một vụ án hình sự. Cựu tổng thống 45 sẽ không còn có thể ngăn cản phiên tòa hình sự chống lại ông ta ở Manhattan, và ông ta phải đón nhận một bản án. Tuy nhiên, trên thực tế, vụ án ở Manhattan cũng không thực sự phức tạp lắm. Donald Trump đã trả cho nữ diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels $130,000 tiền bưng bít để ngăn bà ta công khai chuyện tình cảm giữa bà ấy và Trump. Hành động này nó không phải là một tội ác, thưa quý vị. Nhưng mà việc ông ta thao túng sổ sách của công ty vì điều này thì đó mới chính là một tội ác theo luật tiểu bang New York. Điều có thể là thảm họa đối với Donald Trump là sự kết hợp của ba điều sau đây. Thứ nhất, số tiền Trump chuyển cho Stormy Daniels vượt quá giới hạn quyên góp bầu cử được phép trên toàn quốc. Vấn đề thứ hai, các khoản thanh toán này vi phạm luật tiểu bang New York vì chúng nhằm mục đích gây ảnh hưởng không đúng đắn đến cuộc bầu cử năm 2016. Và vấn đề thứ ba, các khoản thanh toán này vi phạm luật thuế vì Trump đã trả lại cho luật sư lúc bấy giờ là Michael Cohen nhiều hơn số tiền $130,000 mà ông ta đã vay. Phiên tòa xét xử Trump sẽ là một cảnh tượng chính trị có quy mô khổng lồ. Phần khó khăn và tẻ nhạt nhất lại là việc lựa chọn bồi thẩm đoàn. Tìm được những người hoàn toàn không biết gì về vấn đề này là điều gần như không thể, thưa quý vị. Do đó thẩm phán sẽ có nhiệm vụ khó khăn là tìm đủ bồi thẩm đoàn mà vẫn có thể bảo đảm tính công bằng. Chỉ riêng quá trình lựa chọn này dự kiến sẽ mất vài tuần. Khi bồi thẩm đoàn hoàn toàn coi thường bằng chứng và luật pháp và thay vào đó quyết định dựa trên các lý do khác như thiên vị và cảm tính, thì điều đó được gọi là vô hiệu hóa bồi thẩm đoàn. Và điều đó nó cũng thường xảy ra trong lịch sử tòa án. Liệu các bồi thẩm viên tiềm năng có công bằng và vô tư hay không? Liệu các bồi thẩm viên tiềm năng có ai đã từng tham dự một cuộc biểu tình của Trump, hay thậm chí là thành viên của MAGA, hay là thậm chí là thành viên của nền tảng xã hội của Trump, Truth Social, hay không? Việc nuôi dưỡng sự báo thù thay mặt cho Trump là một chuyện, nhưng việc nói dối hoàn toàn về điều đó lại là một chuyện khác. Erwin Bragg, tổng trưởng lý Manhattan, là người sẽ lãnh đạo nhóm công tố và ông sẽ trình bày một số nhân chứng nổi bật, đặc biệt là những người trực tiếp có liên quan. Những người này bao gồm Stormy Daniels, nhưng mà trên hết là Michael Cohen, cựu luật sư của Trump. Michael Cohen không chỉ trả tiền bịt miệng cho ngôi sao khiêu dâm thay cho Trump, mà còn tự bỏ tiền túi ra ứng trước. Ông Cohen đã bị kết án 3 năm tù vì vấn đề này, và hiện ông ta đã chấp hành xong bản án, đổi phe và trở thành đối thủ khó ăn nhất của Donald Trump.
Bà Hope Hicks cũng được cho là sẽ đứng ra làm nhân chứng. Bà ấy là người bạn tâm giao rất thân thiết của Trump trước đây trong một thời gian khá dài. Và có lẽ bà ta biết những chi tiết thân mật về thương vụ này. Nếu bà ấy mở chiếc hộp bí mật ra, nó có thể gây ra thiệt hại lớn cho cựu tổng thống 45. Điều này cũng áp dụng cho hai người chịu trách nhiệm về vụ bê bối của tạp chí National Enquirer. Cả hai người này cũng sắp xếp tiền để bịt miệng thay cho Trump. Lần này là với người mẫu Playboy Karen McDougal. Cả hai đã mua câu chuyện của mình với số tiền, với 6 con số, nhưng mà chưa bao giờ xuất bản nó. Cuối cùng thì Dylan Howell cũng có thể đưa ra những tuyên bố mang tính quyết định chống lại Trump. Ông ta là luật sư đầu tiên của Stormy Daniels và ban đầu đã dàn xếp một thỏa thuận tiền bạc im lặng với Michael Cohen. Bên bào chữa sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để miêu tả các nhân chứng là không đáng tin cậy. Và họ có lý lẽ cho việc này. Đó là bởi vì Michael Cohen không chỉ bị kết án mà còn bị chứng minh là đã từng nói dối. Các ngôi sao khiêu dâm cũng như các nhà xuất bản và tổng biên tập của các tạp chí bê bối nhếch nhác cũng thường không được coi là những thành phần được công nhận trong giới xã hội thượng lưu. Ngoài ra thưa quý vị, còn có các tài liệu và bản ghi âm chủ yếu sẽ xác nhận tuyên bố của Michael Cohen. Không thể chối cãi rằng việc thanh toán tiền bịt miệng đã được thực hiện, nhưng mà Trump có động cơ ngoại phạm rất hợp lý. Việc che giấu khoản thanh toán là vì lý do cá nhân, để cứu vãn cuộc hôn nhân và bảo vệ gia đình của ông ta, và nó không liên quan gì đến cuộc bầu cử. Các luật sư của Trump sẽ biện minh cho điều này bằng cách nói rằng cựu tổng thống 45 muốn tránh cho vợ ông ta là bà Melania và gia đình ông ta một sự ô nhục trước công chúng. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ vụ ngoại tình với Stormy Daniels. Điều mà Trump phủ nhận nó diễn ra vào năm 2006. Trump lẽ ra có nhiều thời gian để sắp xếp mọi việc. Tuy nhiên số tiền bịt miệng chỉ được trả cho nữ diễn viên khiêu dâm vào năm 2016, tức là 10 năm sau, ngay trước cuộc bầu cử năm 2016. Và chỉ vài ngày trước đó thì cuốn băng Access Hollywood, huyền thoại, đã được tung ra. Trong đó Trump khoe rằng ông ta có quyền chạm vào giữa hai chân của bất cứ phụ nữ nào vì ông ta là một ngôi sao. Nếu chuyện ngoại tình với Stormy Daniels cũng bị lộ ra, thì có lẽ đó đã là một điều quá tồi tệ. Trump có lẽ đã thua bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử năm 2016. Theo một chuyên gia pháp lý, vụ kiện của Stormy Daniels chống lại Donald Trump là rất yếu và là một vụ án cực kỳ khó để có được chiến thắng cho phía cơ quan công tố. Kính thưa quý khán thính giả, vì tất cả những lý do này, hầu hết các luật sư đều cho rằng Trump sẽ bị kết tội, đặc biệt khi phiên tòa đang diễn ra ở Manhattan và cựu tổng thống không còn quá nhiều bạn bè ở đó nữa. Nhưng sự kết án có nghĩa là gì? Liệu Donald Trump có phải đến đảo Rikers, một trong những nhà tù khét tiếng nhất của nước Mỹ, giống như giám đốc tài chính Alan Weisenberg của ông ta hay không? Dĩ nhiên là không, thưa quý vị. Và ngay cả khi Trump vào tù, ông ta cũng vẫn có thể trở thành tổng thống nếu thắng cử. Tại sao lại như vậy? Điều này có thể được giải thích khá đơn giản, rằng không có điều gì trong hiến pháp Hoa Kỳ ngăn cản điều này. Và điều đó cũng có một lời giải thích rất bình thường. Những người sáng lập đất nước đơn giản là không thể tưởng tượng được rằng một tội phạm bị kết án lại có thể tranh cử tổng thống. Bất cứ ai muốn dọn nhà vào ở bên trong tòa Bạch Ốc đều phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Người đó phải ít nhất 35 tuổi, sinh ra ở Hoa Kỳ và phải sống ở nước này liên tục ít nhất là 14 năm. Và bản sửa đổi thứ 14 cũng quy định rằng những kẻ lật đổ không còn được phép giữ chức vụ cao.
Nhưng mà Donald Trump thì vẫn chưa bị buộc tội về tội này. Thậm chí cả công tố viên đặc biệt Jack Smith. Ngoài ra, tối cao pháp viện gần đây đã ra phán quyết rằng Trump không thể bị loại khỏi cuộc bầu cử vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 vì vai trò của ông ta trong ngày 6 tháng 1. Nhân tiện thưa quý vị, chúng ta quay trở lại lịch sử một chút. Một tù nhân trước đây đã từng tranh cử tổng thống Hoa Kỳ, Eugene Debs, là một người đã thực hiện điều này vào năm 1920. Ông ta là ứng cử viên của đảng xã hội Hoa Kỳ và là một tù nhân chính trị trên thực tế, bị kết án vì phản đối việc Mỹ tham gia vào Thế chiến thứ nhất. Trong cuộc bầu cử, ông ta đã nhận được khoảng 900.000 phiếu bầu. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay, kính thưa quý vị, ngay cả khi bị kết án đi nữa thì Trump khó có thể phải chịu án tù dài hạn trong phiên tòa ở Manhattan. Và có lẽ chắc chắn là ông ta chỉ phải đối mặt với án treo. Robert Swatford, một chuyên gia pháp lý, cho biết rằng Trump chỉ cần một người duy nhất, chỉ một người duy nhất trong bồi thẩm đoàn là có thể ngăn chặn phán quyết có tội. Bởi vì điều này đòi hỏi sự nhất trí từ 12 thành viên của bồi thẩm đoàn. Nếu có một tín đồ MAGA tìm cách lọt được vào bồi thẩm đoàn, thì việc các công tố viên đưa ra bao nhiêu bằng chứng sẽ không thành vấn đề. Tôi tin chắc chắn rằng cả hai nhóm pháp lý đều đang nghiên cứu về tài khoản mạng xã hội của các bồi thẩm viên tương lai, hồ sơ bỏ phiếu của họ, bất kỳ tiền án hình sự nào trước đó và lịch sử tín dụng. Mọi thứ đều có thể được tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu. Nhưng suy cho cùng thì nếu một ai đó cố tình xóa sạch lịch sử mạng xã hội hoặc hoạt động của họ trên các diễn đàn Internet, thì những dấu vết trực tuyến đó sẽ rất khó để tìm lại hoặc phục hồi. Bắt đầu từ thứ hai, Trump sẽ phải đối mặt với một bồi thẩm đoàn gồm 12 người cùng với 6 người thay thế, sẽ được chọn từ hàng trăm người dân New York. Việc lựa chọn bồi thẩm đoàn sẽ không phải là điều dễ dàng, khi bị cáo là một cựu tổng thống từng là trung tâm của thế giới chính trị Mỹ trong gần 10 năm nay và là nhân vật thường xuyên xuất hiện trên các tờ báo lá cải ở New York trong nhiều thập niên qua. Vụ án Manhattan là vụ án yếu nhất trong 4 cáo trạng. Bây giờ rất khó thưa quý vị để nói trước điều gì có thể xảy ra, nhưng ngay cả khi Trump bị kết án đi chăng nữa thì vẫn không thể bỏ tù được Trump, vẫn không thể lay chuyển được tư cách ứng viên tranh cử tổng thống, vẫn không thể khiến Trump bị trầy vi tróc vẫy một chút nào. Và trong tình huống xấu nhất, nếu có một bồi thẩm viên bất đồng ý kiến thì không thể kết án được. Qua đó thì lại càng đem đến lợi thế chính trị của Trump trước cuộc bầu cử nhiều hơn. Vụ án Manhattan, lợi đâu không thấy, mà chỉ thấy thua thiệt mỗi bề. Và Trump thì vẫn đường ta, ta cứ đi. Việt Linh xin mời quý vị thính giả đón xem chương trình tin tức và bình luận với video 2 sau một tiếng nữa. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị thính giả khắp nơi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong video kế tiếp.